Trên đường cháu Lực đang đi xuống nhà em Mạnh thì là gặp bé Mạnh lại ở trường luôn các bác này, đi học cùng với lại bạn. Đây là Quyết đúng không? Không phải không? Không phải à? Nào Mạnh chào các bà đi. Em chào các ông các bà. Rồi Mạnh vừa đi đâu về? Mạnh vừa đi học về à? Chưa lấy cặp à? Ôi đi dép trái rồi, đổi đổi lại dép đi. Đấy. Rất là ngoan này. Hôm nay đi học thì có ai trêu không? Không. Không ai trêu à? Cháu Lực xin mời chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thế thì bây giờ cùng chú đi về nhà Mạnh không? Đi. Cùng chú đi về nhá. Đấy. Các bạn này thì là nhà ở đâu? Ở dưới kia à? Có phải gần nhà Mạnh không? Không. Không á? Ui, thế là Mạnh là bạn Quyết đâu rồi? Kết trốn học. Quyết trốn học á? Thế Quyết là không đi học cùng Mạnh à? Thế thì bây giờ cùng chú là đi về nhá. Thế mấy bạn này nhà ở gần đây đúng không? Ở nhà, thế nhà nhà có đi 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 xuống nhà Mạnh kia không? Không. Không à? Thế thì chào nhá, bye bye nhá. À, chú với Mạnh đi về trước nhá. Đây, Mạnh lên xe đi. Đấy, chào lên xe. Rồi, chú giữ cho. Đấy. Bây giờ thì đi về nhá. Nhá. Có sợ ngồi xe máy không? Không. Không sợ đâu đúng không? Rồi. Hôm nay ông cũng đi đón Mạnh à? Thế là một mình Mạnh là khác về đúng không? Đường đi thì đi xuống nhà Mạnh các cô bác này cực kỳ là khó khăn. Thế hôm nay thì ở trên vùng cao thì thời tiết lại bắt đầu là se se lạnh thêm một chút. Mạnh đi học không đội mũ nào à? Không à? Đường đi xuống là Mạnh thì đi xe máy thì cực kỳ là nguy hiểm của bác ạ. Cháu Lực cũng đã ghi hình lên khá là nhiều lần rồi, đường đi xuống nhà Mạnh ấy. Mạnh phải lấy chân giấm ở đây này. Mày lấy chân giấm ở đây này. Giấm ở đây này. Đấy, nó không chảy. Đấy, thấy chưa? Được chưa? Được không? Đi nha, lên câu nha. Buồn quá mẹ. Hả? Buồn á?
Con chu chạy mà. Lọ, lọ, lên lọ. Làm lên lắng lên lắng mềm quá. Và làm bé lên. Thế mọi lần là Mạnh là đi học về là đi đường nào? Không là đi đường này à? Rồi. Đấy cô bác ạ, Mạnh thì năm nay mới chỉ có 5 tuổi thôi. Có ối rồi. Có hôm thì là cùng bạn là về, có hôm thì là một mình là em mới khác tự về đấy. Đấy, đi từ từ nhá Mạnh nhá, hôm nay đường trơn lắm ấy, không chạy đâu nhá. Nhá. Nhớ chưa à? Thế đi học về thì đã đói chưa à? Có đói không? Hả? Đói rồi á? Thế sữa Mạnh hôm nọ chú lấy về thì còn không? Không còn nữa à? Hết rồi à? Thế thì đi thôi. Đấy, sau chú xuống thì chú lại mua cho Mạnh nhá. Đấy thôi, Mạnh đi trước đi. Đấy, hôm nay thì cháu được xé ghi hình là con đường của bé Mạnh là đi học về các bác nhá. Đấy, vừa rồi thì cháu được xuống, cháu được cũng tình cờ là bắt gặp là em Mạnh thôi. Ông của Mạnh thì có ở nhà không nhỉ? Mạnh có biết không? Không biết đâu à? Thế Mạnh à, đi học từ sớm đúng không? Thế sáng nay là ông có đưa Mạnh đi học không? Sáng nay là cũng không á? Thế là sáng nay ông đưa Mạnh đi học không? À đưa à? Đây đây thì cháu Lực cũng nghe theo lời ông kể rằng là có buổi sáng thì là ông đưa Mạnh đi học về. Đấy, buổi tối thì là Mạnh là khắc tự về. Đấy, con đường của mình đi ấy, gặp cái nào mà nó cái cành cây nào bị vướng ấy thì là cũng nhấc ra luôn. Đi cẩn thận Mạnh nhá. Có cần chú lấy cống không? Không cần đâu à? Không cần đâu ấy cô bác, là tự đi ấy. Bây giờ thì cháu được xuống nhà của hai ông cháu nhiều hơn thì cháu được sẽ nhắc nhở ông là làm sao mà khi mà sau này Mạnh lớn hơn một chút thì không để Mạnh là bỏ học ở nhà. Đấy, để cho Mạnh là tiếp tục cái con đường mà cáp sách là đến trường. Đường của nhà Mạnh thì không dùng xe máy đến tận nhà được cô bác ạ. Những cái con đường của Mạnh đi học ấy thì đi men theo cái thửa ruộng nhà người ta. Thửa ruộng này thì là ôi dồi ôi, chỗ này thì đi khó lắm. Thửa ruộng thì năm nay là người ta còn chưa có làm lại cái bờ mới đấy. Nhưng mà người ta làm lại bờ mới thì sẽ không có đi được đường này, đi được đường khác. Chỗ này thì ra đây, chú lấy bế nào Mạnh ơi. Này, chỗ này thì chú lại phải lấy bế đi rồi nhá. Rồi. Mày có còn nhớ chú tên là gì không? Chú tên gì? Chú tên là gì? Chú Lực nhá. Rồi. Hay là muốn gọi bằng anh Lực? Gọi bằng chú đây nhỉ? Rồi, hôm nay là phải bế hơn, cao cao hơn. Ui dồi, đây này cô bác này. Đường của Mạnh đi học ấy, cháu Lực đi thì còn phải là bùn, chân lấm tay bùn hết rồi. Đấy, chỗ này thì có thể, ui dồi. Đấy, hai chú cháu đi. Đấy, chỗ này thì cho Mạnh là tự đi nhá. Đi cẩn thận nhá Mạnh nhá. Đi lại ngã là lăn đấy. Chỗ này mà nếu mà ngã mà lăn thì phải nói là đi xuống hủm luôn đấy cô bác. Đi rất là sâu. Ngày hôm nay thì hôm nay đi xuống thì thấy là cái ruộng của nhà ông thì ông cũng đã làm xong hết rồi đấy cô bác. Ruộng này thì là ông là đi lấy củi để mà đi bán, xong lại thuê mấy cây người ta cho người ta làm thì nó sẽ nhanh hơn.
Ôi trời ơi. Đấy, sang năm thì sang năm sau thì Mạnh không còn là học lớp 5 tuổi nữa mà là lên là lớp 1 rồi. Lớp 1 là trên vai là còn phải cắp sách đến trường đấy. Mày có sợ cháu không? Hả? À đây, cũng không có sợ nữa bác này. Nào đợi chú một tí, đi nhanh quá. Rồi đi đi. Đi được không? Cẩn thận nhớ phải cất trâu nhá. Mẹ nhá. Nếu không đi được thì chú bế cho. Ra đây chú bế cho. Ra đây. Ra đây này chú bế không. Chú một phát là nhấc đi luôn. Rồi. Đấy. Về đến nhà là không nhìn thấy ông đâu đâu ấy. Ông Mạnh là chắc là đi đâu rồi. Đấy, từ trên kia xuống là chạy chắc là nóng rồi. Thấy toát hết người rồi đấy. Hay ở đây thì cháu được cũng nhìn thấy là ông là đi lấy đá về để mà ông xếp ở chỗ dưới kia một chút cô bác. Không biết là ông Mạnh đi đâu rồi. Mạnh đã đói chưa? Đói đi ạ. Xem là có cơm không. Mở được không? À ông lấy chìa khóa rồi. Chìa khóa ông để đâu? Chìa khóa ông để đâu? Mạnh có biết không? Không biết đâu à? Hãy tìm xem là ông để chìa khóa ở đâu nào. Không có à? Nào đi xem ông mới xem là có chìa khóa không. Cũng không có đâu Mạnh ạ. Chắc là ông cầm đi theo rồi mà. Thế ông thì hay là để chìa khóa ở những cái ống này cô bác này. Thì đến lúc mà Mạnh đi học về đấy thì là Mạnh còn biết. Ông khóa cửa rồi. Chắc là ông đi đâu làm xa rồi. Chú mình đi ra bên kia xem là ông có ở kia không. Có mở được không? Sao nào? Không mở đâu. Không mở đâu. Đi ra bên kia xem là ông có ở bên kia không. Đi. Ông có ở đầu nhà bên kia không? Thấy là ông xếp đá chở đá ra đây khá là nhiều. Đi ra kia xem là ông có lấy nước ở kia không. Đi cẩn thận nhá. Đi cẩn thận Mạnh nhá. Đấy, ruộng của nhà ông là từ dưới này xuống này có bác này. Trên này thì hình như là không có phải của nhà ông. Không có phải là của nhà hai ông cháu ấy, chứ không phải là của nhà ông đâu. Đấy, đi rất là siêu được các bác này. Cái thửa ruộng này rất là nhỏ này. Chỉ có vừa là hai cái bàn chân thôi. Xem là ông có lấy củi ở bên kia không. Thấy là nghe tiếng chặt củi ở bên kia rồi. Cháu được nghe thấy là có tiếng chặt củi ở bên kia. Chắc là ông đang lấy củi ở bên kia sao ấy. Hôm nay xuống thì cũng không có mua theo bánh kẹo để cho bé Mạnh cả. Mọi lần thì các bác gửi cho thì cháu Lực cũng đều là mua một lần xuống hết rồi. Ông lấy củi ở bên trên sao ấy. Đi. Ông thử gọi Mạnh thử gọi ông xem nào. Hả? Đi ra bên kia xem là ông có lấy củi bên kia không. Cái chỗ này ông Mạnh có ra đây không? Ừ. Mạnh không ra đây lần nào đâu à? Ừ. Nghe thấy là tiếng chặt củi trên này. Không phải đâu sao ấy.
chạy lên trên xem là có phải không. Đây. Rất là tung tăng, chạy rất là nhanh các bác, bé mạnh nhá. Rừng này có phải rừng của nhà Mạnh không? Không phải á? Từ từ để gọi xem nào. Xem có phải ông không? Thì nha, đợi chú xem có phải là ông không? Chị thấy nghe tiếng trẻ củi trên kia. Dê ơi! Dê á? Dê so ơi! Một chợ! Dê so ra! Ôi một chợ nữa! Thèm dê so bố! Thèm... Thèm bác so bên đây bố! Bác so bên đây ạ! Ồ! Làm mà làm ngon nhau chê! Làm mà làm ngon nhau chê! Không, không có phải! Hả? Làm mà quay phim lắng á! Ừ! Ồ! Lao lá đây rồi này! Vẫn gặp bèo bắn rồi! Ý miệng ạ! Ồ! Ơ, ừ, bé nào á? Đi. Lá ra, làm được có mùi rồi. Ừ. Ừ, làm được có mùi rồi chứ à? Lá ra tay miệng đây rồi. Ơ, ừ, bác à? Vòng tiếp về nhá, bé bác à. Miệng đang bay rồi. Đấy, vừa rồi thì tưởng là chú trên kia là ông của Mạnh ấy, nhưng mà không có phải các bác ạ. À, hỏi người ta hỏi rằng là ai ấy, chắc Lực bảo là người mà xuống quay phim của nhà Mạnh, quay phim nhà Mạnh ấy, thì là người ta bảo là người ta biết, người ta bảo là tò mò từ rất là lâu rồi nhưng mà chưa gặp cháu Lực lần nào, bảo là gọi cháu Lực lên nhà ống nước nhưng mà cháu Lực bảo là thôi chắc để lần sau thôi. Lấy củi à? Mày lấy củi à? Thế là cũng biết lấy củi à? Cái cành này này, lấy Mạnh cầm về đây này. Đây chú cầm về cho. Đây, vừa đi đường là vừa nhặt thêm cả củi nữa đấy cô bác ạ. Đây, đây thì cháu Lực không hề là dạy Mạnh chút nào, là nhìn thấy là Mạnh tự lấy. Mạnh thì vừa rồi bảo là đi học về thì khá là đói rồi đấy cô bác ạ, nhưng mà không thấy mà ông ở đâu cho nên là chắc là phải nhịn đói thêm một chút nữa. Bố của Mạnh thì bị lừa sang Campuchia, còn mẹ thì thấy gia đình nghèo khổ quá cho nên là nhấn tâm là hắt hủi là bỏ rơi là Mạnh ở lại với ông. Đi cẩn thận nhá. Ông thì chắc là đang đi đâu lấy cỏ rồi. Hiện tại là cháu Lực với lại Mạnh thì chưa tìm thấy ông. Một cái ngôi nhà mà hai ông cháu thưa cô bác ạ, trước kia thì là ông là ở với lại chú của ông ấy, nhưng mà trong thời gian mà ở ấy thì con thì không có rồi, xong là cháu dâu thì cũng bỏ đi, con dâu thì cũng bỏ đi ấy, thế là bị là nhà chú là hát hủi là không có cho ở cùng nữa. Đấy, hai ông cháu thì quyết định là ra bên này là ở. Ở đây thì ở từ lúc mà Mạnh cũng còn là rất là nhỏ đấy. Bây giờ thì chắc là phải tìm chìa khóa đó các bác ạ. Chắc là ông mà cất ở đâu đây thôi. À, thế là Mạnh là biết chỗ là mở đấy cô bác ạ. Đấy. Đi theo Mạnh là xem là Mạnh vào nhà để làm cái gì nào. Đói chưa? Đói rồi á? Đói rồi thì xem còn cơm không? Còn không? Không còn nữa à? Xem con bánh ở đâu, nọ chú mua bánh cho Mạnh ấy. Xem ở bên kia là con bánh không? À. Thế là hết rồi à? Ồ, thế là bây giờ xem là kiếm gì cho bé Mạnh ăn đã. À, có một tấm ảnh kia kìa. Lấy cho chú xem nào, có lấy được không?
Đây, vào trong nhà của hai ông cháu thì khá là nhỏ. Trong này có cái gì đây? Mày lấy cái gì đây? Hả? Đây không phải kẹo đâu. Đây là bột canh thôi. Hả? Bột canh rồi, không phải đâu. Súp ấy. Đây. Bật đi. Cái điều khiển, lấy điều khiển để mà bật vào bóng đèn đây các bác ạ. Đấy, bật thì trong nhà mới sáng hơn một chút. Nhà của Mạnh thì khá là tối. Mạnh thì vừa bảo là hết cơm rồi. À đâu, khoe cái tấm ảnh này à. À, cho chú xem nào. Ờ, lấy buộc rồi, không lấy được nữa đâu. Đây là ai với ai đây? Ông với lại ai? Ông với lại Mạnh à? Thế là ông là đi chụp ảnh về à? Ừ. Cho được thử lấy ra xuống xem một chút nào các bác này. Ôi ơi. Lấy xuống xem tấm ảnh của hai ông cháu một chút. Nhìn thì có giống bé Mạnh không? Thế nào? Ây da. Đấy. Chắc là lúc mà cháu Lực đưa tiền cho ông ấy thì ông là đi chụp vào một cái tấm ảnh về để mà cho hai ông cháu làm mà kỷ niệm, sau này Mạnh lớn lên thì Mạnh còn là nhớ. Ai chụp lâu chưa? Chưa. Hả? Chưa. Chưa chụp à? Chụp lâu chưa hay là mới chụp? Chưa. Mới chụp thôi à? À. Nhà Mạnh thì còn mì tôm không? Cũng hết rồi à? Chắc là lần sau cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ mua cho hai ông cháu thêm là một thùng mì tôm nữa. Hôm nay thì cháu Lực xuống cũng rất là sốt sốt các bác ạ. Không có mua được thêm mì tôm kèm đi theo cả. Cất đi đi. Cất đến không? Hả? Không cất đến này, ra đây chú, để cho. Này Mạnh thì khá là đói rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực phải đi lên trên nhà hàng xóm để mà xin một chút cơm cho Mạnh. Mạnh ơi, tắt bóng đèn đi, tắt điện đi. Tắt đèn năng lượng mặt trời đi. Tắt đi. Khóa cửa đi Mạnh, khóa cửa đi. Bị sao ấy? Sao nào? Ôi ôi. Chú xem nào. Chú này bị làm sao đấy Mạnh? Bị ngã ở đâu? Kia. Bị ngã ở tận đâu? Ở trường. Ở trường á? Chú xem nào, ngửa cổ chú xem nào. Ôi ôi. Đấy, rất là may là không có bị thủng cằm đâu các bác ạ. Đây, để hơi xem nào. Ai à, đi. Đây. Ở trên kia thì có một cái nhà mà hàng xóm của nhà bé Mạnh như cô bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng bé Mạnh để lên trên xin một chút cơm để cho bé Mạnh ăn cho nó đỡ đói một chút đã. Vừa đi học về, ông thì không biết là đi đâu rồi. Có thể là ông là đi làm thuê rồi cô bác ạ. Mùa này thì đang là mùa của người ta mà làm ruộng. Vậy ở đây thì không phải là ông của Mạnh là bỏ mặc đâu, mà lúc mà Mạnh đi học về hầu như là cái sự việc này thì xảy ra khá là nhiều lần rồi, thành ra là bé Mạnh mới rất là quen. Đi đi, đi đường nào ấy? Đi đường đấy à, đi. Rồi. Đi, bây giờ đi đường nào ấy? Đi đường này à? Ở trên này đúng không? Đây, trên này thì có một cái nhà hàng xóm của nhà bé Mạnh ấy, cho nên là những lúc mà gia đình Mạnh gặp khó khăn ấy thì là Mạnh hay lên trên này. Với lại cả hai ông cháu là hay lên trên này ấy.
Vậy ở đây là những cuộc sống mà hàng ngày khi mà những hoàn cảnh mà cháu được đi chia sẻ nó xảy ra những cái sự việc như thế nào, hay là công việc gì thì cháu được đều chia sẻ và gửi lên cho các bác cùng biết. Ôi ơi, Mạnh nhìn con diều hâu trên nhiều của bác này. Chỉ kêu con diều hâu, thế là Mạnh cứ nhìn đi. Đi. Có vẻ như là nhà chú trên này. Ôi ôi, sao đi được à Mạnh? Hả? À, đây này, chú lên bế cho. Con này. Bây giờ thì chắc là phải lấy cống Mạnh lên thì mới lên được rồi cô bác ạ. Cái này thì bà con vừa mới lại làm lại cái phần ruộng mới, phần bờ mới. Đợi đợi chú đã Mạnh ơi. Mạnh ơi, đợi chú đã. Trên kia con chó, đợi chú đã. Đi. Cái nhà này thì là nhà hàng xóm của nhà em Mạnh cô bác. Chắc là Mạnh cũng khá là quen thuộc rồi. Quyết hôm nay không đi học à? Quyết là tóc hứa nè. Mạnh bảo là Quyết trốn học đấy. Đúng rồi. Nhà chị còn là tí cơm muội nào không chị? Có. Có à? Mạnh nó bảo đi học về nó đói quá rồi, về đến nhà. Không giáo không cho ăn cơm à hả? Về đến nhà mở cửa mà không không có không có cơm nữa rồi. Ông qua nhà chị á? Vâng. Hết gạo rồi nhà nhà ha ông cháu ơi. Vâng. Ôi nhanh lạ. Phải lấy gì? Rồi nhanh lạ. Thì khá bác. Chân đau của bác. Ôi nhìn thấy nhà cô thì cũng có khá là nhiều cây mận này. Đấy là cô vừa kể rằng là ông cũng lên đây ăn cơm cô bác ạ. Lên đi. Đi nhà bác xin chút cơm muộn nào. Quyết đi về nhà đi. Đây là bạn của bé Mạnh nha cô bác ạ. Cô chị cũng chỉ đi ăn cơm à? Ừ, thế chị cho bé Mạnh ăn ăn nhiều một bữa chị nhá. Vâng. Anh nhà chị đi đâu rồi? Anh của chị đi hồ bạn cày ruộng thôi. Vâng. Ông đi đá ba mày. Mạnh vừa mới đi học về chắc là không biết là ông đi đâu rồi chị ạ. Chắc ông đi nhà hồ đá ma rồi. Ôi nhà chị có nhiều thịt lợn đấy. Không có đâu. Chắc là cũng gia đình cũng khá giả đấy chị nhỉ. Nhà chị không có cái gì đây này. Thế... nhà nghèo lắm. Để mà khá giả thì hầu như là bà con ở trên vùng cao thì cũng không ai khá giả cả cô bác ạ. Chỉ là đủ ăn thôi. Đang vừa lên thì gặp là nhà gia đình của chị đang ăn cơm thì có thể là sẽ bảo Mạnh là ăn cơm nhà chị thêm một bữa. Chắc là Mạnh thì cũng ăn cơm nhà chị khá là nhiều lần rồi đấy chị nhỉ. Mạnh thì suốt ngày lên nhà chị ăn thôi mà. Nhà của Mạnh thì không có gạo ấy. Thế là hết gạo rồi à chị nhỉ? Hết gạo rồi. Hết gạo thì mỗi lần mà em lên thì cũng không thấy là ông không có bao nào rồi. Không thấy ông bảo gì. Phải nói là cũng rất là sơ suất của bác ạ. Chắc là ông cũng một phần là ngại, không dám nói. Chắc thế. Vâng. Em cũng bảo với ông rằng là lần nào mà gia đình mà hết gạo hay là hết cái gì đấy thì là bảo em để em mua thức ăn xuống cho. Tại vì là các bác gửi tiền cho ông thì cũng không phải là ít nữa mà cũng khá là nhiều rồi. Của mình thì đi học về lúc nào cũng lên nhà bác ăn thôi. Có phải không Mạnh hả? Phải. Phải à? Ôi, đây là nãy hỏi bà là thế Quyết đâu rồi, bảo Quyết trốn học rồi. Em lên đã gặp ở nhà bác của bé Mạnh ở đây thì không biết là phải là bác ruột không, để một tí nữa cháu được xé hỏi thêm xem là có phải là bác ruột không. Nhưng mà thấy là
gia đình của nhà anh chị thì cũng rất là tốt của bác ạ. Khi mà nhìn thấy, nghe thấy là chị nói như vậy. Như chị thì chắc là ở hàng xóm nhà Mạnh thì cũng biết về cái hoàn cảnh của nhà Mạnh thì khá là nhiều rồi, đúng không chị? Đúng rồi. Như em thì cũng để ngừa được người ta kể lại, với lại thứ nhất thì cũng được ông kể lại thì ông ấy bảo là vợ của ông thì là ra đi từ lúc mà bố của Mạnh còn rất là nhỏ, đúng không chị? Đúng rồi. Còn mẹ của Mạnh thì là bị gọi là thấy gia đình mà nghèo khổ quá cho nên là cũng bỏ đi theo người mới, không còn ở lại mà chăm sóc Mạnh nữa, đúng không chị? Đúng rồi. Hôm nay thì khi mà em bắt gặp Mạnh là đi đi học về thì thấy Mạnh là đi cùng bạn, thế là về đến nhà thì là không có Mạnh thì bảo đói rồi, xong là mở nồi cơm thì không có nồi nào nữa. Thì vừa rồi lên đây chị thì bảo là gia đình của nhà hai ông cháu thì đã hết gạo rồi. Thì có lẽ là chắc là ông thì là ngại nói với em, thành ra là em lại không biết. Thì lần sau chắc em xuống thì cũng mua cho gia đình của nhà ba cháu thêm là một gia đình của hai cháu thêm là một chút gạo nữa. Thì hôm nay thì chị cho Mạnh ăn cơm với lại gia đình của chị thêm một bữa nữa chị nhá. Vâng ạ. Nhà của cháu Mạnh thì hết gạo từ lâu rồi em ạ. Hết được mấy tháng rồi. Vâng. Nhưng mà gia đình bây giờ gia đình nó nghèo lắm thì không có tiền đi mua đảm về dạ ấy, nhưng mà không có nhiều thì bây giờ hết từ lâu rồi, không đủ ăn đâu. Thế thấy là ông là đi hình như là thuê anh là để cày ruộng à chị, phải không, hay là chị nhờ thôi? Đúng rồi, hôm nay chắc người ta về bảo ông đi làm hổ thì tối nay thì quay lại về nhà thì người ta lấy gạo cho một tí nào ấy, ngày mai mới có bữa ăn ấy. Dạ vâng. Thế là như hôm nay thì theo như chị ở trên này thì chị biết là ông là cũng chắc là cũng đi làm thuê rồi, thành ra là không có ở nhà. Thế Mạnh thì là mỗi lần mà nghỉ học về thì không thấy ông ở nhà là chạy đều lên trên nhà chị thôi à? Đúng rồi, suốt ngày đi học về thì lên nhà Quyết thôi mà, lên nhà chị thôi mà. Vâng, thế Mạnh là học với chị thôi mà. Mạnh là cùng tuổi với Quyết đúng không? Đúng rồi, cùng tuổi với Quyết mà. Vâng. Thế Mạnh thì một tí nữa ăn cơm xong thì ở trên nhà bác, xong là đến lúc nào mà ông về thì về sau nhá. Vâng, Mạnh nhá. Hôm nay thì đi xuống bản thì cũng không cầm theo là bao nhiêu cả cô bác ạ. Gửi cho lại Quyết với lại thêm bé kia được mỗi người là 30.000 chị nhá, cho hai bé đi mua bánh kẹo á. Không cho em ơi. Cho Quyết với lại cho lại bé bạn kia ở nhà chị còn thêm một thêm là một bạn nữa nhà chị nhỉ. Vâng, thế thì chị chia cho mỗi bạn là 20.000 đi để cho các em các cháu đi mua. Ôi Quyết cái này không cho nữa. Dạ. Mạnh thì không cho chị ạ, cho Quyết với lại bé kia với lại thêm là một đứa của nhà chị nữa thôi. Ôi giời chị Đấy, cũng phải nói là khi mà hai ông cháu có được một cái người hàng xóm như chị thì khi mà em ghi hình lên các bạn. Em ơi không lấy đâu, chị lấy ngại lắm. Không lấy đâu. Dạ thôi chị cho em cho để các cháu để mua kẹo chị. Em cho để các cháu được mua kẹo. Ai dồ, chú Hồng à. Tí này, tí ảo. Tí này nè, tí bố. Cháu xin chú nha. Ok. Anh Quyết thì đi mua kẹo nhá. Vâng, chú ơi mà. Cháu xin nha mà. Mỗi buổi sáng đi học là tiêu 10.000, đấy là được 3 buổi đấy nhỉ. Đúng rồi. Cháu cảm ơn nha mà. Đấy, bây giờ thì chắc là để Mạnh với lại các chị là ăn cơm với cô bác. Khúc này thì cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa cô bác. Tại vì các chị là ít tiếp xúc với lại máy quay cho nên là rất là ngại. Đúng rồi, Mạnh chắc tối nay ăn cơm của nhà chị thì cũng ngủ với Mạnh với Quyết thôi. Với Quyết thôi á? Ừ, chắc ông tối nay có về được hay không biết. Vâng. Ông thì ở nhà cũng không có cái gì, không có con gì thì ở nhà cũng ở chơi bằng không thôi, không có cái gì nuôi ấy. Vâng. Thì phải đi kiếm được một tí nào về cho thằng Mạnh ăn ấy. Vâng. Còn thì đi nhà họ thì được ăn rồi, của Mạnh ở nhà thì không có cái gì ăn cơ. Vâng. Ông mà đi ra ngoài làm còn phải lấy tiền để mà cho Mạnh đi học nữa. Đi một ngày thì người ta mới cho 100 thôi mà. Vâng. Nếu mà đi được sớm thì được 100, không đi được sớm thì không được 100 đâu. Vâng, hôm nay thì
cũng tình cờ mà đưa Mạnh đi học về xong lại biết, phải nói là rất là cảm ơn gia đình của chị khi mà thương hoàn cảnh của hai ông cháu nhiều như thế, là mặc dù là không phải là anh em thân thiết ở trong gia đình đâu, đúng không chị? Có phải bác ruột không chị? Đúng rồi, không phải đâu. Không phải à? Không phải bác ruột đâu. Thế là như kiểu là từ trước kia thì có quan hệ họ hàng gì không chị? Không có đâu. Cũng không có họ hàng gì luôn à? Cũng chỉ là gọi là hàng xóm với nhau ở đây thôi đúng không? Ừ, đúng rồi. Vâng. Thế Mạnh thì Mạnh ơi, sau này lớn lên thì phải biết là nhớ bác Quyết nhá. Nhớ chưa? Đấy, bây giờ thì đi ăn cơm của bác đi nhá. Nhá. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ Sang Tuyết Hà Giang cô bác.